chú chó Golden thông minh với khả năng làm toán siêu đỉnh. Sam, 2 cộng 2. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Trời ơi. Giỏi. Xuất hiện em chó Golden được mệnh danh là thần đồng toán học với khả năng tính nhẩm vô cùng đỉnh. Không rõ em chó Sam này được anh chủ huấn luyện bằng cách nào, mà chỉ cần nghe anh chủ gọi tên và ra một phép tính là nó có thể nhẩm ra ngay và trả lời đáp án bằng cách sủa từng tiếng một. Ví dụ như đáp án bằng 2 sẽ sủa 2 tiếng. Hi, xin chào mọi người, giới thiệu mọi người đây là chú chó Golden tên Sam của mình nha. Hôm nay mình sẽ cho nó làm toán cho mọi người cùng xem. Rồi, Sam, 1 cộng 1. Bằng 4 sẽ sủa 4 tiếng. Sam, 2 cộng 2. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Trời ơi. Giỏi. Sau mỗi lần trả lời đúng sẽ được anh chủ thưởng đồ ăn cho, nên cu cậu rất hào hứng mỗi lần được làm toán. Không chỉ riêng những phép tính cộng mà Sam còn có khả năng tính nhẩm cả phép trừ nữa. Anh chủ ra đề bài với phép trừ khó dần, nhưng bạn Sam vẫn trả lời đúng vô cùng xuất sắc, khiến nhiều người cũng phải thán phục với độ thông minh của Sam. Hi, chào mọi người, đây là chú chó của đền tên Sam của mình. Hôm nay mình sẽ cho Sam làm phép tính trừ cho mọi người cùng xem nha. Sam, phép trừ 3. Chính xác rồi nha mọi người, bây giờ mình sẽ thử cho nó một nghĩa. Trời ơi, anh cầm đây làm sao phép tính nữa cho mọi người cùng xem. Không những thế, anh bạn chó này còn biết phân biệt rất rõ ràng phép cộng và phép trừ. Thay vì hỏi mỗi phép cộng hoặc mỗi phép trừ như mọi lần, thì anh chủ thử hỏi đang xen cả hai phép tính xem bé Sam liệu có bị nhầm lẫn hay không. Đề bài là 4 trừ 1 và 4 cộng 1 khá giống nhau, nhưng bạn chó này hoàn toàn không bị nhầm lẫn và vẫn tính ra kết quả đúng. Sam, 4 trừ 1. Chính xác. 4 cộng 1. Nhà cho hết đi. Rồi xin cho 4 cộng 1. 4 cộng 1. Trời. Tuy rất thông minh nhưng bé Sam vẫn có tật háo ăn khó bỏ, khiến đôi lúc bị đồ ăn làm sao nhãng. Thấy đồ ăn trước mắt là ẻm hay muốn trả lời thật nhanh để được ăn, khiến đôi khi hấp tấp quá lại thành ra nghe sai đề bài. Trả lời sai nhưng vẫn nghĩ mình đúng nên ngồi trọn xoe mắt đợi được thưởng thế này đây. Sam, 5 cộng 2. Năm cộng 2 mà anh tưởng 5 trừ 2 á mọi người. Giờ ý anh kiểu là cho tao anh nghĩ, chờ gì nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.